Trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Palestine, Trung Hiếu cùng Việt Hưng chưa kịp thể hiện bản thân trước huấn luyện viên Chu Xie thì đã phải rời sân vì chấn thương. Ở phút thứ 10, pha va chạm với cầu thủ đối phương khiến Trung Hiếu bị đau cổ chân và rời sân bằng cáng. Đây là lần đầu tiên cầu thủ câu lạc bộ Hải Phòng khoác áo đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, ở phút 22, Triệu Việt Hưng va chạm mạnh với cầu thủ Palestine trong một pha không chiến. Vùng trán của Việt Hưng bị chảy máu rất nhiều, phải nhờ tới sự hỗ trợ của đội ngũ y tế trước khi nhập viện cấp cứu. Theo kết quả kiểm tra tại bệnh viện, Trung Hiếu bị gãy xương mắc và cần tới 2 tháng điều trị. Như vậy, cầu thủ câu lạc bộ Hải Phòng không thể thi đấu ở AFC Cup 2023, có thể phải vắng mặt 2-3 vòng đấu đầu tiên ở mùa giải V-League năm 2023 đến năm 2024. Trong khi đó, chấn thương vùng đầu của Triệu Việt Hưng phải khâu 20 mũi và tiếp tục đang được theo dõi. Đây là lần đầu tiên Việt Hưng được đá chính ở đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Chu Xie. Dù phải có những sự thay đổi người bất đắc dĩ, nhưng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 2-0 trước đội Palestine. Nguyễn Công Phượng và Phạm Tuấn Hải là hai tiền đạo lần lượt lập công. Đây là bàn thắng rất ý nghĩa với cá nhân Công Phượng. Sau 2 năm anh mới lập công cho tuyển Việt Nam, kể từ trận đấu với Malaysia vào ngày 12 tháng 12 năm 2021.